Xin chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Video Shop, chuyên gia thiết bị karaoke gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh. Có nhiều khách hàng thắc mắc với Video rằng tại sao khi hát ngoài quán karaoke lại cho âm thanh rất là hay, micro rất là nhẹ trong và đặc biệt là không có tình trạng ú rè. Thì hôm nay Video Shop xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bí quyết chính là nằm ở mixer kỹ thuật số. Và một trong những dòng mixer kỹ thuật số đang rất nổi trội trên thị trường hiện nay đó chính là dòng BF Audio K3000 Wi-Fi Pro trước mặt các bạn. Thì mixer kỹ thuật số BF Audio K3000 Wi-Fi Pro có đầy đủ các tính năng, ví dụ như là cắt thú, tích hợp equalizer cho cả lẫn nhạc và micro, tích hợp hiệu ứng echo và reverb. Nói chung là khi các bạn sử dụng mixer K3000 Wi-Fi Pro thì các bạn sẽ không cần phải mua thêm dàn âm thanh cho mình, ví dụ như là lượt, crossover hay thiết bị cắt thú gì nữa hết các bạn nhé. Hiện tại hôm nay thì VShop sẽ giới thiệu đến các bạn một cách chi tiết về sản phẩm. Xin mời các bạn theo dõi nhé. Trước mắt các bạn là mixer BF Audio K3000 Wi-Fi Pro. Chúng ta có thể thấy bên trái chúng ta có những ngõ kết nối cho micro, mic A có hai ngõ và một ngõ mic B. Đây là màn hình LED hiển thị. Đây là các phím điều khiển control, down, up, reset. Và bên đây là những phím chức năng chính. Chúng ta có chỉnh riêng biệt cho mic A, mic B, hiệu ứng reverb, echo, recall là gọi lại các chế độ. Trên bên đây music là chúng ta chỉnh cho nhạc. System chúng ta có thể là chỉnh độ lớn nhỏ của hệ thống khi khởi động, khóa an toàn và sao lưu cấu hình. Bên đây chúng ta có những phần như là main, loa center, loa sub và loa surround. Thì đối với những bạn chơi gia đình, các bạn chỉ cần quan tâm ba nút chính bên phải đây. Chúng ta có độ lớn nhỏ của hiệu ứng, các bạn hay tăng giảm độ lớn nhỏ về bên phải hoặc là giảm lại về bên trái, tương ứng với độ lớn nhỏ của micro và độ lớn nhỏ của nhạc. Bên đây là USB để chúng ta kết nối với laptop và chỉnh phần mềm nha các bạn. Và đây là mặt sau của thiết bị BF Audio K3000 Wi-Fi Pro. Chúng ta sẽ có nguồn điện, công tắc tắt mở power, on, off, quạt tản nhiệt, ngõ audio input. Chúng ta có hai ngõ để vào nhạc, in 1 và in 2. Ngõ red để chúng ta ra âm thanh cho sub điện hoặc là chúng ta có thể dùng để ghi âm. Và các cổng kết nối mixer Canon rất là chuyên nghiệp. Loa trái, loa phải, loa center, loa sub và hai loa surround trái phải. Và đây là phần mềm để chúng ta chỉnh mixer BF Audio K3000 Wi-Fi Pro trên laptop dành cho các kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Như các bạn có thể thấy, chúng ta có đầy đủ các thẻ chức năng như là bên music, chỉnh nhạc thì chúng ta có rất là nhiều dãy equalizer cho nhạc. Bên micro cũng tương ứng, đồng thời tích hợp thêm chức năng chống hú FPE tự động, ba nấc, cắt hú tầng thấp. Bên phần effect hiệu ứng, chúng ta có 3 dãy equalizer, đồng thời là bên đây là có thể chỉnh echo, bên đây là chúng ta sẽ chỉnh reverb riêng. Main output, loa center, loa sub, loa surround. Nói chung là chúng ta có thể chỉnh riêng từng phần cho từng loa luôn nhé các bạn. Bên hệ thống system thì cái phần này giúp chúng ta có thể đặt chế độ khi khởi động ở mức nào như các bạn mong muốn, đồng thời đặt chế độ hạn chế ở mức nào cũng như các bạn đo thiết bị ở nhà mình. Đồng thời chúng ta có thể lưu được tất cả là 15 cấu hình. Bên đây là cái phần để chúng ta có thể khóa mã, không cho người khác can thiệp vào phần mềm mixer của chúng ta. Nếu so với âm ly analog thông thường thì ngoài việc chống hú giúp các bạn đánh được nhiều cặp loa hơn, hiệu ứng tiếng hát hay hơn thì còn giúp bảo vệ hệ thống bằng các chế độ khóa mật mã, khóa volume an toàn. Nếu so với các mixer cùng loại thì dòng K3000 được đánh giá là hiệu ứng effect mượt mà hơn, khả năng chống hú hoàn hảo giúp cho người dùng dễ hát hơn. Ok, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối và sử dụng mixer K3000. Sau khi các bạn được kỹ thuật viên của Video Shop cài đặt rồi thì chúng ta sử dụng rất là đơn giản. Trước tiên các bạn mở mixer lên. Sau khi mixer khởi động, các bạn sẽ khởi động main, còn được gọi là cục đẩy đó các bạn. Thì lúc này đây chúng ta sẽ khởi động micro. Sau đây mình sẽ hát thử một bài nha các bạn. Từ xa theo hôn theo những ngày dài, cuộc tình đi qua trong em mà có tiếng nuôi trái tim vỡ tan nhặt lại tương cay dùng
dưới nàng vương soi sáng cho chính đời mình. Vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời như thế gian là em kia như hoa nhạt màu. Anh quên khi ta có nhau những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là ta tôi sớm rơi theo mùi tình sương rơi trên cánh lụa hồng. Hãy nước mắt em nóng trong mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là ta tôi sớm rơi theo mùi tình nàng không cho mình. Các bạn vừa nghe một đoạn video mình hát trực tiếp trên dòng Mixer Beep Audio K3000 Wi-Fi Pro. Hiện Mixer Beep Audio K3000 được sản xuất tại Đài Loan, đang được bán tại VideoShop với giá là 8.500.000 đồng và bảo hành 2 năm chính hãng. Các bạn có thể ghé đến 237 Tân Phước, phường 6, quận 10 hoặc gọi đến số hotline 0902 799 186 để biết địa chỉ một trong 4 chi nhánh gần bạn nhất và trải nghiệm Mixer Beep Audio K3000 Wi-Fi Pro đi nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau.